Vâng, xin chào các anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học telemarketing hay là telesale, giúp các anh chị bán hàng, chăm sóc khách hàng và chốt đơn qua điện thoại. Đây là một cái phương thức rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam và tôi nghĩ rằng rất là ok. Và video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn với các anh chị một cái nội dung, đó là chúng ta sẽ xây dựng một số các kịch bản để gọi điện thoại, bán hàng, chốt đơn và chăm sóc khách hàng. Như vậy chúng ta sẽ tập trung vào cái từ khóa là xây dựng kịch bản, đúng không ạ? Và cho rất nhiều các cái mục đích khác nhau. Thì trước hết là chúng ta sẽ xem một cái kịch bản nói chung là nó sẽ gồm những bước như thế nào. Sau đó thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái kịch bản cụ thể nào đó. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng là ví dụ như là kịch bản xác nhận khách hàng tham dự sự kiện này, hay là kịch bản chốt đơn khách hàng khi mà khách hàng để lại số điện thoại đơn hàng ở trên website hoặc là trên Facebook, đúng không? Hoặc là kịch bản mà gọi điện cho khách hàng để mà bán bất động sản chẳng hạn, hay là kịch bản gọi cho khách hàng trước khi giao hàng, hay là kịch bản gọi chăm sóc khách hàng sau bán, hay là kịch bản upsell, tức là để mà tăng được cái số lượng đơn hàng cho các khách hàng, hoặc là kịch bản gọi cho các cái data mà dạng là data lạnh, thì nó cũng khác nhau rất là nhiều. Giờ ta sẽ quay lại với cái phần thứ nhất, đó chính là kịch bản là telesale, telemarketing là như thế nào. Thế thì thông thường là chúng ta cũng đã được nghe các cái cuộc gọi chào đón rồi, thì chúng ta cũng đã phải gọi cho khách hàng theo một cái hình thức nào đó. Thì cái việc mà xây dựng cái kịch bản là rất là quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta là theo từng bước để chúng ta làm, đúng không ạ? Và cái kịch bản này thì chúng ta cũng, trước khi làm thì chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý là cái công việc telesale là một cái công việc mà chúng ta cũng sẽ thấy là cái tỷ lệ thất bại cũng rất là cao, khách hàng từ chối rất là nhiều, và đó là một công việc mà tôi nghĩ rằng là đem lại những cái cảm xúc mà nó hơi bị trái chiều. Thông thường thì chúng ta sẽ bán hàng thì chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ rất là vui, nhưng mà nếu mà chúng ta bán hàng mà bằng cái phương pháp telesale thì gần như là chúng ta thấy là bị từ chối rất nhiều, chúng ta rất là nản lòng đấy. Thế thì vì vậy các cái kịch bản là trước khi bắt đầu thì cái người làm telesale, còn gọi là telesaleman hoặc là telesalewoman đấy, đúng không ạ, thì cần phải chuẩn bị những cái gì, thì cái phần này tôi đã nói trong một cái video bài học trước đó. Ví dụ như là cần phải chuẩn bị kịch bản, đúng không, cần phải chuẩn bị tâm lý, cái sức khỏe, rồi thì trang thiết bị, dụng cụ làm việc, đúng không, rồi thì phải biết luyện giọng, phải thử luyện tập về cách chào hỏi, cách gọi điện thoại cho khách hàng, rồi thì thời điểm xác định cái nhu cầu của khách hàng, rồi thì cái thời điểm gọi điện cho khách hàng, và đề ra những cái tình huống để mà có thể từ chối và xử lý cái từ chối đó, hoặc là giúp cái cuộc điện thoại nó trở nên dài hơn, hấp dẫn hơn, hay hơn, đúng không, bằng cách là chúng ta có một cái sự chuẩn bị đấy. Thế thì chúng ta cần phải làm gì để mà trước khi chúng ta bán hàng qua điện thoại, đúng không, thì chúng ta sẽ cần là tìm hiểu rõ về sản phẩm dịch vụ, thương hiệu của chúng ta và những cái giá trị mà ta có thể cung cấp cho khách hàng trong cái cuộc điện thoại này, đúng không? Chúng ta cũng cần phải thu thập thông tin một cách đầy đủ, cơ bản nhất về một cái khách hàng mà chúng ta đang gọi. Thí dụ như các bạn đang gọi đến anh Phan Anh thì phải số điện thoại anh ấy là gì, trông số đấy là số đẹp hay số xấu, anh ấy làm nghề gì, anh ấy đang sử dụng sản phẩm dịch vụ gì, mình sắp sửa chào sản phẩm dịch vụ gì, cái thời điểm nào thì nên gọi cho anh ý, đúng không ạ? Có thể quét những cái thông tin trên Facebook, trên Google, trên Zalo vân vân để tìm thông tin về anh ý. Và phải gọi đúng tên, đúng không? Và tạo cho anh ấy một cái sự quan tâm nhất định khi mà nghe điện thoại. Ví dụ như những người mà có cái số điện thoại xịn xịn một chút, hoặc là thường đi du lịch nước ngoài, hoặc là mua bất động sản cao cấp rồi, hay là mua xe hơi rồi, thì có lẽ tôi nghĩ ở Việt Nam là thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại như vậy. Và bản thân tôi cũng hàng ngày cũng nhận khoảng độ bình quân tôi nghĩ là khoảng 3-4 cuộc là chào bất động sản, rồi chào du lịch, rồi chào bảo hiểm, rồi thì chào đủ thứ, đúng không? Rất là nhiều thứ. Đấy, ta có phải xác định cái USB, tức là Unique Selling Point của cái điểm bán đấy, của cái thương hiệu đó. Thế còn thiết kế Unique Selling Point là cái gì thì ta sẽ bổ sung trong một cái video bài học khác cho các bạn nhá. Unique Selling Point là Unique là độc đáo này, Selling là bán hàng, là Points tức là các cái điểm, các gạch đầu dòng. Chúng ta phải xác định được những điều đó so với đối thủ. Chúng ta phải liệt kê ra được 5 cái yếu tố nổi bật nhất để chúng ta có thể tự tin để tư vấn cho khách hàng nếu như chúng ta phải gọi bán hàng. Còn nếu mà chúng ta gọi chốt đơn thì nó lại đơn giản, nó lại cách khác. Ok, thì chúng ta đang tính những cái chuyện là khó nhất là chúng ta gọi cho họ mà để mời họ đến sự kiện, gọi cho họ để chốt đơn để tăng sale.
tăng được các bạn nhé. Rồi tiếp tục, chúng ta bước tiếp theo là chúng ta cần phải chuẩn bị là viết ra cái mục tiêu của cuộc gọi này là gì. Mục tiêu, thí dụ như mục tiêu của cuộc gọi này là thiết lập cuộc hẹn, hay mục tiêu của cuộc gọi này là để lấy được cái thông tin của khách hàng, trả lời cho câu hỏi là có hay là không, có hay là không. Nếu có thì ta sẽ bước tiếp theo là gì, ta phải có lộ trình, đúng không? Hay nếu không thì ta phải làm gì. Ví dụ như một tháng sau ta gọi lại, biết đâu anh ấy có nhu cầu. Nhưng mà nếu anh ta có thì ngày hôm sau nữa là chúng ta phải áp sát, chúng ta phải tiếp cận tích cực hơn nữa, đúng không? Để làm gì? Để chúng ta chuyển đổi thành đơn hàng. Đó. Thế rồi thì chúng ta xem là cái KPI chúng ta đặt ra là như thế nào, tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm, gọi bao nhiêu cuộc, số điện thoại nóng bao nhiêu cuộc, số điện thoại ấm bao nhiêu cuộc, số điện thoại lạnh bao nhiêu cuộc, vân vân. Thì chúng ta phải đặt ra các cái mục tiêu, hoặc là thiết lập được cuộc hẹn với khách hàng, vân vân. Ok. Thế thì chúng ta cũng chú ý bước tiếp theo là chúng ta chú ý một số những cái kỹ thuật hoặc là các yếu tố quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta làm telemarketing. Ví dụ như thời gian gọi, chúng ta nên gọi vào những cái giờ đẹp, đúng không? Tôi nghĩ rằng là khoảng sau 9 giờ sáng hoặc là 9 giờ 30 sáng là chúng ta có thể gọi được, đến trước 12 giờ trưa. Cái giờ trưa cũng có nhiều người gọi cũng tốt, nhưng mà giờ trưa có thể sẽ vướng bận giờ người ta ăn trưa hoặc giờ người ta nghỉ trưa. Đối với những người bận rộn thì có thể giờ nghỉ trưa người ta không nghỉ thì cũng có thể là cuộc gọi cũng được, nhưng mà tôi nghĩ nên tránh khoảng 9 đến 11 rưỡi là ok. Buổi chiều các bạn bắt đầu từ khoảng 1 giờ 30 đến khoảng độ 4 giờ, trước 4 giờ 30. Sau 4 giờ 30 người ta có thể phải di chuyển để nuôi con, rồi thì để đón con, chăm con, rồi về nhà cơm nước vân vân. Và đặc biệt là tuyệt đối là không gọi sau 8 giờ hoặc là sau 7 giờ tối, sau 8 giờ tối, đấy là cái giờ cấm kỵ, đúng không? Trừ khi là cái cuộc gọi mà kiểu gia đình hay thân thiết hay những người mà đã có số điện thoại của nhau trong danh bạ. Ví dụ như là các bạn telesale cho tôi và các bạn làm thế nào đó để tôi lưu số điện thoại là bạn A ở công ty XYZ bán cái sản phẩm XYZ12 gì đó, thì có thể bạn có thể tranh thủ gọi vào chiều tối hoặc là buổi tối, hoặc nhắn tin trước khi gọi thì tôi nghĩ không vấn đề. Nhưng mà cuộc gọi đầu tiên mà chào hàng, bán hàng mà hoặc là chăm sóc hàng mà các bạn gọi sau 7 giờ tối thì tôi nghĩ đấy là một điều rất là cấm kỵ. Hoặc là đối với những người đi ô tô thì khoảng độ 5 đến 6 giờ cũng là một cái khoảng thời gian các bạn gọi tôi nghĩ rất là tốt, bởi vì giờ đó người ta ngồi ô tô hoặc người ta lái ô tô, người ta có thời gian nghe. Chính là lái ô tô bây giờ nó có cái Bluetooth ra loa, người ta nghe rất là nhiều. Đấy là một cái tôi nghĩ cũng rất là hay. Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng phải biết được thông tin sơ bộ về khách hàng. Nếu mà chúng ta làm telesale thì chúng ta yêu cầu công ty cung cấp khách hàng cung cấp data này phải cho ta biết cái thông tin đó. Còn nếu không thì chúng ta phải quét dữ liệu trước đi, nếu mà có là tốt nhất. Còn nếu không thì cũng rất là tiếc, lúc đấy để data nó là data lạnh, đúng không? Và chúng ta cần phải hít một hơi rất là sâu và bắt đầu cùng vào công việc. Ok, let's go, tôi sẽ gọi điện, đúng không? Tôi sẽ tràn ngập năng lượng, tôi sẽ vui vẻ, tôi sẽ gạt hết tất cả những cái vấn đề khác đi. Đấy. Và tôi hãy nhớ rằng là đây là một cuộc trò chuyện, đây là tôi đang giúp khách hàng mua hàng có một cái cơ hội tốt. Thực ra tôi nói các bạn nghe này, với kể cả những người mà nghe điện thoại telesale ấy, thì tôi nghĩ là họ cũng cần đấy. Nếu mà những cái sản phẩm dịch vụ mà các bạn giới thiệu cho họ cần và lợi ích thì họ sẽ quan tâm ngay. Tôi lấy thí dụ như là có một bạn gọi điện cho tôi là chào một cái dịch vụ vay tiền nhưng mà với một cái lãi suất rất là thấp, ví dụ như là khoảng độ 7% một năm, vay tín chấp, bởi vì họ biết tôi là giảng viên đại học, họ mời. Thế thì tôi thấy là với một cái cách như thế thì tôi thấy là 7% rất là hấp dẫn. 7% tôi nghĩ là thấp hơn ngân hàng hoặc ngang ngửa với ngân hàng, thì tôi rất là quan tâm, đúng không? Có thể tôi chưa vay nhưng mà tôi quan tâm và tôi đồng ý kết bạn, tôi đồng ý lấy số điện thoại, tôi đồng ý nhận email của bạn ý. Đấy là cách mà tôi nghĩ là rất tốt, chứ không phải là cái gì tôi cũng dập, đúng không? Có những cái tôi cũng cần. Thì các bạn hãy nghĩ như thế, khách hàng cũng có những cái họ cũng cần. Đấy. Thế thì một cái kịch bản tổng hợp nhá, theo các cái quy trình thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bước là chào hỏi, làm quen, đúng không? Vâng, xin lỗi, có phải là anh Phan Anh không ạ? Và em là A, em là B, em có một cái việc như thế này, em muốn trao đổi với anh, đúng không? Bước tiếp theo là ta phải tạo ngay một cái sự bất ngờ, một cái sự liên quan, liên tưởng. Ví dụ như là
Anh Phan Anh à, có phải em làm A ở bên công ty B mà chị C giới thiệu, thì cái keyword ở đây nó chính là chị C, thì ok tôi sẽ quan tâm và tôi sẽ nán lại đúng không? Người ta sẽ biết là mình ở đâu tới, nó có những có cái keyword chúng ta phải 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 biết được cái keyword đó đúng không? Ví dụ như là anh Phan Anh à, em là ở bên công ty cung cấp dịch vụ viễn thông ABC, nhà anh đang sử dụng cái mạng ABC đấy, bây giờ em bên em có cái dịch vụ này rất là hay, em muốn chào anh, em muốn giới thiệu với anh. Thế thì cái ABC đấy nó chính là cái keyword để tôi biết, bởi vì rõ ràng là nhà tôi đang sử dụng cái đó đấy. Và bước tiếp theo là trong cái cuộc gọi là mình phải nêu ngay cái giá trị, bởi vì cái thời gian nó rất là ngắn, nó chỉ khoảng 2 đến 5 phút đổ lại, thì các bạn phải nói ngay cái sự giá trị để họ quan tâm. Ví dụ như cái keyword như tôi nói là 7% lãi suất, đấy là một điều rất hấp dẫn đúng không ạ? Hay là em tặng miễn phí cho anh chị một cái gì đó, lắp miễn phí mạng, hay là lắp miễn phí TV box, hay là tặng cho các anh chị một cái chương trình du lịch đi nghỉ dưỡng ở khách sạn Intercon, hay là một cái khách sạn resort 5 sao nào đấy, thì tôi nghĩ là họ sẽ quan tâm. Có thể họ sẽ không chuyển đổi nhưng họ sẽ quan tâm. Đấy, phải có một cái giá trị và có một cái lợi ích chất gây sốc lạ hấp dẫn để níu kéo họ nghe cuộc điện thoại, chứ không ạ, cái tỷ lệ mà drop tức là dập cái là rất là cao đúng không? Ok tôi bận, ok tôi phiền, ok khi khác, ok cúp máy, thậm chí không nói gì cả, vân vân. Đấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ đề cập đến các cái giải pháp, chúng ta tư vấn, chúng ta trò chuyện, chúng ta cung cấp thông tin cho khách hàng, và chúng ta tiếp tục để vừa đặt câu hỏi, vừa nói chuyện, vừa cung cấp cho khách hàng, hai bên tương tác kéo đẩy, tương tác kéo đẩy. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ rất là tốt và luôn luôn giữ được nhịp, luôn luôn lắng nghe. Nếu như khách hàng muốn nói thì hãy dừng lại để cho họ nói xong, vâng ạ, dạ vâng, đúng rồi ạ, anh rất là chuẩn, thế này thế kia, luôn luôn đứng từ cái phía của ý kiến của khách hàng để mà nói lên cái quan điểm của mình. Nhớ điều đấy nhé, vâng anh nói thế rất đúng đấy, nhưng mà em thế này, nhưng mà em thế kia, đúng không? Sau đó thì bước tiếp theo đấy là chúng ta cần phải chốt một số các thông tin mà chúng ta đã đề ra, ví dụ như cái KPI chúng ta mong muốn, hoặc là cái điều mà chúng ta mong muốn cho cái mục tiêu cuộc gọi này. Ví dụ ta lấy được email, hay là ta lấy được cuộc hẹn, hay là ta lấy được cái cuộc gọi lần sau, hay là ta chốt được đơn, hay là ta xin được khách hàng cái điều gì đó, hoặc là cũng là một cái lời từ chối, thì chúng ta sau khi chúng ta chốt như vậy, chúng ta phải dứt điểm mà cung cấp thông tin cho họ là ngày này giờ này thế kia, và chúng ta bắt đầu là chúng ta cho cái giai đoạn telesale lần tiếp theo. Bởi vì cái quy trình telesale có thể cái bước tiếp theo nữa là ngày mai bạn phải gọi lại đúng không ạ, ví dụ 9 giờ sáng mai em sẽ gọi lại cho anh nhé, chúng ta thiết lập cái cuộc hẹn tiếp theo. Chúng ta luôn luôn có sẵn các cái giải pháp cho khách hàng, chứ đừng có để cho họ đợi, họ là họ nghĩ rằng là lúc nào ta ấn luôn, ví dụ bây giờ đang gọi sáng, ấn chiều nay gặp luôn được không? Không được đúng không? Sáng mai được không? Thứ năm được không? Thứ bảy được không? Chứ là chúng ta luôn luôn phải đưa cho khách hàng sự lựa chọn theo đúng cái lịch của chúng ta. Chứ còn đợi họ nghĩ, họ bảo là thôi để anh nghĩ nhé, để sau anh gọi lại, thì không bao giờ. Tức là chúng ta phải ấn định luôn. Đấy. Và chúng ta cũng hết sức lưu ý giữ nhịp độ, giữ phong cách, giữ giọng điệu, và lúc nào phải vui tươi và cảm giác như là gặp anh Phan Anh, gặp khách hàng là một cái việc mà tức là rất là vui vẻ, rất là happy, và đấy là hạnh phúc nhất của cuộc đời em đúng không? Thì rõ ràng là như vậy khách hàng người ta cũng cảm thấy rất là thích đúng không? Chúng ta cảm ơn họ, xong chúng ta xin chào, chúng ta xin hẹn gặp lại, chúc anh một ngày tốt lành thế này thế kia. Đấy, và trong quá trình gọi thì chắc chắn là nó sẽ có cái phần từ chối, và lúc đó thì chúng ta sẽ không không được là cúp máy hoặc là bị á khẩu đứng hình đúng không? Và chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả những cái câu hỏi mà khách hàng đã thường xuyên từ chối. Đấy, thì chúng ta bắt đầu với các câu hỏi từ chối như vậy, chúng ta sẽ có những cái câu trả lời sẵn FAQ, tức là những cái câu hỏi thường xuyên gặp phải, và những cái câu trả lời chúng ta đã có giải pháp sẵn rồi. Và trong trường hợp bí quá, cứng quá thì thôi, khách người ta cúp máy thì tôi cũng đành phải chịu đúng không? Thì đấy là cái cuộc gọi chúng ta phải chấp nhận thôi. Đấy, rồi chúng ta sẽ đặt câu hỏi, chúng ta sẽ tư vấn ngược lại, chúng ta cũng trò chuyện với khách hàng rất là tốt. Đấy, thì chúng ta nhớ cái điều đó. Thì vừa rồi tôi vừa trình bày với các anh chị và các bạn một số cái quy trình, những cái gợi ý căn bản để các anh chị và các bạn có thể hiểu được là xây dựng một cái kịch bản tổng hợp cho một cái chương trình telesale của mình, với ý tưởng là telesale bán hàng.
Thì trong các cái video bài học tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm một số các kịch bản telesale cụ thể, hoặc là kịch bản chốt sale hay cái gì đó, để chúng ta làm rõ hơn về cái vấn đề này. Và tôi cũng sẽ chia sẻ thêm một số các case study, tức là những cái tình huống nghiên cứu thực tế để các bạn có thể tham khảo thêm. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và gặp lại anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.